Xin chào các bạn, hôm nay Andy sẽ chỉ cho các bạn học thêm một bài tiếng Anh nữa. Cái tựa đề chúng mình bữa nay sẽ học là There is và There are. There are và There is. Hai chữ này có nghĩa là diễn tả ở đó có một cái gì. Andy có viết thí dụ cho các bạn nè. There is a pen on the table câu này, câu tiếng Anh này dịch ra tiếng Việt có nghĩa là ở trên bàn có một cây viết, ok các bạn, pen là cây viết mật, on the table có nghĩa là ở trên bàn, on the table, table là cái bàn, there is a pen on the table. còn câu ở dưới đây gọi là there is a dog inside the room dog là con chó, inside là ở trong, the room là cái phòng, một cái phòng. Câu này dịch ra tiếng Việt là trong phòng có một con chó. Còn ở dưới đây gọi là there are. Các bạn thấy chưa? There are two maps in the class. Có nghĩa là câu này dịch ra có hai cái bản đồ nằm ở trong cái lớp học class là cái lớp học in the class nghĩa là ở trong lớp map maps maps này là động từ số nhiều ok các bạn khi các bạn thấy động từ số nhiều thì nó đi với cái chữ there are và cái chữ maps này dưới câu dưới cái dưới sau chữ map có chữ s vào có nghĩa là nhiều hơn một cái bản đồ hai bản đồ trở lên 2, 3, 4, 5, 6. Vậy khi gặp số nhiều các bạn dùng chữ O. Khi mà số ít chỉ có một con chó thôi thì các bạn dùng cái chữ S. Và cũng như đây một cái viết mật các bạn dùng chữ S thôi. Vậy câu này đọc gọi là there are two maps in the class. There are two maps in the class. Còn nếu mà ở đó không có cái gì á thì các bạn nói there is not. There is not. Còn ở đây thì viết tắt cho cái câu there is not. Cái hai chữ này các bạn đọc phiên âm là there is there để anh đi đọc lại there isn't. There isn't. Các bạn, còn ở đây gọi là there are not ở đó của số nhiều. Diễn tả là ở đó không có cái gì Thì các bạn nói there are not Nhưng mà cái này dùng cho số nhiều Ok các bạn Tại vì nó có cái chữ are đây Còn đọc ngắn Cho cái câu there are not Gọi là There aren't There aren't There aren't nhưng mà nếu mà các bạn không đọc quen miệng những mấy cái câu viết tắt này thì các bạn đọc cái đọc bình thường cũng được nữa, người ta cũng hiểu các bạn thôi. There are not. There is not. Còn nếu mà các bạn hỏi ngược lại ở đó có cái gì không thì các bạn nói là is there. Các bạn thấy chưa? Is there. Các bạn chỉ bỏ cái chữ is ở trước cái chữ there. Ok các bạn. Is there ở đây có đặt một cái câu hỏi cho các bạn thấy nè. is, is there là hỏi động từ số uh, hỏi số ít thôi nghe chứ không phải số nhiều. Nè. Is there a pen on the table? Is there a pen on the table? có nghĩa là có cây viết ở trên bàn không? Có một cây viết ở trên bàn không? Còn nếu mà động từ số nhiều là are there các bạn thấy chưa, bỏ cái chữ o, các bạn đặt cái chữ o ở trước cái chữ there sẽ thành câu hỏi mà thôi. Are there? Vậy Andy có đặt cái câu hỏi thí dụ cho các bạn nè. Để Andy đọc nha. Are there rulers on the chair? Are there rulers on the chair? Có nghĩa là rulers. Các bạn thấy chưa số so nhiều Andy phải cộng chữ s vào tại vì Andy dùng cái chữ are ở trước đây rulers ruler là cây cây thước đo đó các bạn on là ở trên mặt the chair chair là cái ghế vậy câu này dịch ra có những có những cây thước ở trên cái ghế không are there rulers on the chair vậy tóm tắt lại là số ít thì các bạn dùng chữ s số nhiều thì các bạn dùng chữ or ok khi đặt câu hỏi or there là cho số nhiều is there và ở đây cũng vậy nếu mà một nếu mà một à, một cái viết mật thì các bạn dùng there is nếu mà có hai cây viết mật trở lên thì các bạn sẽ dùng there are cũng như con chó nè các bạn there is a dog nếu mà hai con chó thì các bạn sẽ nói there are dogs. Vậy Andy kết thúc bài học này nha. Andy sẽ gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau. Xin chào.